Với mục đích phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu nhi và nhân dân, huyện đoàn Hoa Lư đã và đang chỉ đạo đoàn thanh niên các cấp khẩn trương cho năm 2021 hoàn thành việc vận động xây dựng 94 điểm vui chơi thể thao, nhà văn hóa thôn, xóm, phố. Với sự xung phong, xung kích của tuổi trẻ, đoàn thanh niên xã Ninh Mỹ và Ninh Giang đã đi đầu trong việc phát động, vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt thành công điểm vui chơi thể thao tại 100% thôn xóm trên địa bàn. Đây là điều kiện góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn xã cũng đã chỉ đạo các chi đoàn cùng với lại cấp ủy chi bộ cùng để đi vận động, quyên góp, xây dựng ra cái khu vui chơi thể thao cho các em thiếu nhi và toàn thể nhân dân. Và trong đó thì hiện tại bây giờ thì 8 trên 8 đơn vị đã có đầy đủ các thiết bị tập thể dục thể thao. Thời gian tới thì đoàn thanh niên cũng sẽ tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên trong xã và nhân dân cùng nhau góp sức để xây dựng thêm nhiều cái thiết bị tập để tạo vui sân chơi cho các em thiếu nhi. Theo kế hoạch, huyện đoàn Hoa Lư sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thôn xóm còn lại của các xã thị trấn trên địa bàn phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, kêu gọi xã hội hóa, lắp đặt thêm nhiều điểm vui chơi hơn nữa phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân. Dự kiến mỗi công trình trị giá 15 triệu đồng, lắp đặt bước đầu 5 dụng cụ luyện tập thể dục thể thao, tiến tới nâng cao hơn sẽ bổ sung các thiết bị phụ trợ giúp cho thanh thiếu nhi có thêm nhiều dụng cụ sân chơi, bãi tập. Đầu năm thì đã triển khai đến hai xã là Ninh Mỹ và Ninh Giang đã lắp đặt toàn bộ các nhà văn hóa thôn xóm phố, và trong thời điểm tháng thanh niên thì huyện đoàn đã chỉ đạo hai xã là Trường Yên và Ninh Vân tổ chức lắp đặt để chào mừng 90 năm ngày thành lập đoàn trong tháng thanh niên, và phấn đấu thì từ giờ đến cuối năm 2021 thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là 100% các nhà văn hóa thôn xóm phố sẽ lắp được các bộ dụng cụ về thể thao trong các nhà văn hóa. Trong cộng đồng mà đã lắp tập thể dục này cho bà con anh em trong xóm thì nói chung tập thể dục nó có nhiều cái sức khỏe, kể cả là thanh niên và trẻ em. Bên cạnh đó, huyện đoàn Hoa Lư cũng phát động đoàn viên thanh niên sáng tạo trong việc sử dụng phế thải để làm ra các sân chơi bổ ích, nhất là chi đoàn các trường học. Việc làm này được nhân rộng không chỉ giáo dục ý thức bảo vệ môi trường mà còn góp phần thiết thực phục vụ công tác dạy và học. Đoàn thanh niên cũng đã tham mưu với nhà trường là tìm kiếm các nguyên vật liệu phế thải như lốp xe, chai nhựa, phế thải để làm những cái đồ dùng đồ chơi sáng tạo và đảm bảo tính an toàn cho trẻ. Và từ đó thì tạo cảnh quan môi trường cho nhà trường thì được đẹp hơn và sáng tạo hơn, hấp dẫn thu hút trẻ hơn. Bằng tinh thần xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên Hoa Lư đang quyết tâm trong năm 2021 lắp đặt toàn bộ điểm vui chơi thể thao ở 100% địa bàn thôn xóm, thiết thực tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi và nhân dân, góp phần nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.